mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy? Đòi chủ động, đòi chia tay. Trời ơi, mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi à. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Có, em nhớ có đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra nói lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi, là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già. Ông già, ông xin ăn. Ông bảo là gì à, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi, rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi, kiểu như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Dạ dạ đó. Dạ đây là cái món quà thì đầu tiên là vợ chồng em bán khô gà nên em gửi. Ủa còn bán trà sữa không? Dạ chút xíu tâm sự rồi. Đấy, ta nhiều hơn ta bán qua con gà rồi. Rồi xin phép, rồi để cho anh cất vô nghe. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào quý vị khán giả, em tên là Lê Tấn Lợi, hôm nay em 26 tuổi. Em đến từ Long An và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thận, xin chào dạ, cô Hân. Cậu chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An, vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp. Dạ tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới. Đám cưới của một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại. Xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Không? Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi, có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lớn nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái giọng bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy đi xuống dưới Sầm Mẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịnh vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo nhẹo đồ này cái nỗi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Dạ. Trời ơi, mà chị... có chia không? Chú em với vợ em chắc cả trăm lần rồi à. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Dạ. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy, rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra nói lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ, lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Và sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không?
em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hôn, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hôn hôn cái ở sau lưng có ông già. Ông già xin ăn. Ông bảo là gì à, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi, kiểu như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là ngưng về luôn, quê luôn, mất hứng đúng không? Dạ, quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói là sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung mình cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu mà. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần ở trên mạng đó, anh được mệnh danh là hot boy nữa, hot boy trà sữa. Vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biếng nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ năm em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ, mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra, cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Rồi có con chưa nè? Dạ. Nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Ồ, vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là dạ là cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi nó sanh đôi. Dạ đúng rồi. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi, em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em à. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình á là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra 2 bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. 1 tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn Dạ em đã ổn định, nhưng mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường à. Vẫn khỏe lại rồi hả? Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Rồi thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của anh đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là
chậm chạp mà đợi cái khi là em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn trốn dạ, đúng không? Trốn thì trốn đó. Mà đi làm thì siêng dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi anh mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy? Cái trả lời với em là nhảy sớm chị cho mỏi chân à. Trời. Cái cũng trả lời mẹ lắm dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa còn nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả, mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Đó. Em không có chơi nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Trời em đi nhậu được nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không, vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi. Sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em mộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em. Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Là cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ. Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền cái ông cái cô đó. Cho lãng mạn được không? Lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. Tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà không một cọng bông. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em muốn hồi đó em không miễn có đòi hỏi giữ được dạ. Rồi đúng không? Tại vì em giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải xuất tiền, chơi chắc ghê chưa? À. Anh chị thấy giờ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cảm ơn. Dạ gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi. Rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em ra đường em ngựa ngựa em lắm. Mà hồi đó trên cơ em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là em trên cơ em luôn. Là kèo trên luôn. Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sống làm. Mà bà ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa, không lẽ giờ bỏ mới giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai hoài là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta luôn. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ khổ. Và người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy giờ em la ngoài đường thì quơ bơ đi để cho em trên cơ lại có được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không muốn cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Rồi đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thế sao thiếu hơi em giữ người ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á nằm là nhủi vô đó, tối là phải nằm lên dây, là nằm xuống cái là gối tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra hà. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không.
thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được cách đây mà hai mấy tháng giảm được 10 kg á, mới cho mặc áo này vừa này, thấy không là các con không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả? Nó nạt mình em à, chứ ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền, mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền, tại tánh của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ừ. Ủa nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn, có ngày em kêu nó vậy không à? Làm sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Heo tròn. Uống nước không? Múc cho nè. Vậy đó. Còn lúc nổi điên lên. Nổi điên lên nè. Đi chỗ khác đi. Vậy đó. Là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không? Dạ rồi. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Ôm heo to nghe. Anh không dạy em cái ha. Trời đất ơi, thấy thương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tiên hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi đúng là thanh mai trúc mã 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Ừ. Đúng không, để dưa. Dạ. Cửa vô nhà mụ chúc cho hai em đi. Trời sẵn sàng, nhớ một đứa nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha cuộc. Dạ. Sống luôn luôn vui vẻ, hạnh. Dạ. Phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui, và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong. Dạ. Gia đình hai em. Dạ, cảm ơn. Một em bé. Còn cô dâu đứng lại vui để có thể ngồi. Cô dâu quay qua cái. Cô dâu quen. Mọi người có thấy cô dâu trong cái áo cưới ngày hôm nay đẹp không? Xin mời cô dâu rồi. Vấn đề là cô dâu đẹp hay là áo cưới đẹp? Khoan, bây giờ là mới khen nè. Cô dâu có đẹp không nào? Rồi bây giờ cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Ủa chứ không phải chú rể hả? Dạ. Nãy giờ em ca ngợi cô dâu quá, giờ em phải nhường đất cho chú rể chứ. Thôi, em rể giới thiệu đi. Dạ. Em tên Vũ Văn Nghĩa, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm quản lý kho của tên quận Bình Thạnh. Thế còn em? Em tên Phạm Thị Sóc Nâu, năm nay em 25 tuổi. Em làm về trang trí tiệc cưới. Ê Trang nghe cái tên nó sốc sợ là. Chắc có một ngày nào đó bé Sóc Nâu đi tìm hạt dẻ trong một cái kho ở Tân Bình, thế là gặp anh bảo vệ. Có đúng gì không là? Không, thật ra thì tụi em gặp nhau từ thời trung học, năm học lớp 10. Dạ thì đến tới nay thì cũng được 9 năm rồi. Chắc lúc mà lần đầu gặp á, để anh này anh kể. Rồi. Lần đầu tiên gặp á là ở trong sân trường, thấy cô này đang ăn kem, mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này ra lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng với mình. Cái bữa đó em liếm kem sao mà bạn này rùng mình thấy ớn vậy? Cũng bình thường, chỉ giống như mình ăn kem á, cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, chị thấy nhiễu tay sẵn liếm. Vậy đó mà rùng mình. Trời, em cũng nhẹ dạ quá ha. Tự nhiên nó cảm giác nó rùng mình. Chứ thế thí dụ bữa đó mà bạn này không ăn kem mà bạn ăn hạt dẻ thì em có bị rùng mình không? Dạ. Cái đó không biết được. Xong rồi tưởng là con này học khác lớp, ai dạy học chung lớp mà lại phát hiện là cái tên nó Sóc Nâu nghe còn sóc hơn nữa. Quyết định là cưa luôn. Dạ, cưa luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của bạn có thể tóm gọn trong hai từ: liếm kem. Rồi kế hoạch cưa thì sao? Dạ thì đầu tiên là hai đứa không có quen nên đầu tiên là phải buồn tập để làm quen để cho người biết. Xong rồi thấy con này có bạn chở đi về nên em kêu cô bạn nó về đi để em tự chở luôn. Từ đó sau là em chở con này học luôn suốt luôn. Rồi hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đến đó hôn nhân? Tụi em quen khoảng 7 năm mà. 7 năm trời. Làm. Dạ. Lấy nhau được mấy năm rồi cưng? Một năm hơn. Thường cưới nhau thì ta hay có những câu chuyện vui,
chẳng hạn như là đi hưởng thụ từng honeymoon gì đó. Honeymoon đi từng trăng mật có cái gì nó bẩn ngỡ không? Trời, cái chuyện đó là xong đó, giờ em vẫn còn giận, bức xúc lắm. Cái bữa mà động phòng á, cứ tưởng đâu là chồng sẽ trải cánh hoa hồng hay đốt nến gì đó, tại mình coi báo mình thấy gì đó, sắm thêm một bộ đồ màu đỏ sexy lắm rồi để khiêu gợi. Mà vô xong rồi tối nằm mới biết á, là đêm hôm qua á, tại vì cái phòng đó là sẽ niêm phong lại, là không có cho, không có trai vô hết trơn á, để giống như cô dâu chú rể là động phòng vậy đó, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Không, tại vì tối bữa đó là nhà sếp dọn tới khuya luôn rồi, xong thằng em nó nhà nó xa nên thôi giờ kêu ngủ lại đây luôn, nhưng mà ở dưới thì mọi người nằm la liệt ở dưới rồi, nên nói là thôi giờ lên phòng hai anh em mình ngủ. Em cũng không biết là phải cách niêm phong cái phòng nó lại. Sau khi cứ về đồng phòng xong hỏi cái giờ hỏi ủa trước đồng phòng mà có ai vô ngủ không? Em cũng vô tư lắm á. Thì anh với em mệt quá thì cũng vô ngủ đại. Cái vậy giận. Giận. Giận luôn. Giận. Thì cũng hụt hẫng, tự nhiên cái phòng mình đem tân hôn thì như có ai vô ngủ chứ. Giận luôn rồi đêm đó là ngủ chay luôn. Không có. Ngủ được mấy tiếng. Có. Rồi đêm sau á là có cái gì khác biệt không? Thì đêm sau thì em biết ý về em nên cũng chiều theo ý nàng, cũng mua nến rồi bắt đầu mới là tắt đèn rồi xong rồi hai chồng nằm thủ thỉ rồi nói chuyện xong rồi vợ kêu vợ đi thay, vợ có muốn thay simi không đó, xong rồi hai chồng mới bắt đầu hành sự. mình biết rằng là sau khi thủ thỉ xong với miệng ngọn đến là sẽ làm cái gì, nhưng mà mình không tìm ra cái từ hành sự. Rồi hai bạn yêu nhau trong một thời gian dài như vậy, rồi có một cái đám cưới nói chung là cũng rộn ràng. Vậy thì sau khi ở với nhau thì chắc không có những cái chuyện lớn gì xảy ra giữa hai chồng đó đúng không? Lúc mà trước khi cưới á, cũng biết là chồng thích chơi game hoặc là chơi pizza gì đó thì biết là thích vậy thôi. Nhưng không ngờ mà sau khi lấy về á là mê đến nỗi mà không quên á, không chở vợ đi làm về. Trời đất ơi. Tức là bỏ bê vợ luôn vậy đó hả? Không phải là vô trễ chứ không phải là không trở về. Lúc đó đang cuộc chơi mà nếu mà bỏ vợ cũng không phải, không đành. Tại lâu lâu mới chơi. Nói với vợ thì vợ chờ chút, khoảng nửa tiếng, tiếng gì mình vô mình chở. Nên lúc đó là vợ vô cái là lúc nào vợ cũng giận mà cũng chồng quậu. Nhưng mà ngặt cái em thích cái mặt đó. Là em thích cái mặt đó hả? Mới giận hả? Mới giận cái mặt sao không có tưởng tượng luôn á. Ghét không? Không, cái mặt này thấy ghét thiệt. Hèn gì mà chồng cứ kiếm cớ để mà cho vợ giận hoài. Trong lúc đợi đem suy nghĩ sao? Đợi xong rồi cái quậu á, sau đó em ngồi em suy nghĩ ra để coi phải về nhà làm cái cách nào đó để ví dụ như mà sau này có phạm lỗi nữa là phải phạt. Cái viết ra 11 điều nội quy vợ chồng. Quy định là chồng một ngày phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng, trưa là phải ngủ trưa 15 phút. Nhiều khi tận dụng cái thời gian ngủ trưa để đi chơi. Vô rước vợ mà trễ á, thì phải báo trước nửa tiếng để vợ biết, cái gì như là để không có giận. Giận, mỗi lần mà giận cái không nói chuyện cũng buồn. Chắc vậy là vợ em chắc hoàn hảo, chắc không có tật xấu gì đâu. Có anh, mỗi lần giận xong á thì hay đòi cắn. Thì bình thường ta cắn tay cắn chân thôi, nhưng mà vợ em không thích, vợ em thích cắn vô cái lỗ mũi. Trời đất ơi. Sắp mà em giống mặt vợ lỗ mũi á. Giống bây giờ dám cắn không? Dạ. Cắn. Ôi đó, ok. Sợ rồi đó, mặt xanh rồi đó. Không nương răng chứ trời ơi. Anh thấy hình như có ba nước mắt rồi. Súc nước mắt rồi. Rồi sao rồi mỗi lần như vậy thì em giận ngược lại không hay là em cảm thấy thích? Thấy vui à. Đó. Vui. Vui ra nước mắt rồi đó. Hai vợ chồng bạn rất là đáng yêu. Vậy thì nếu như cho bạn một cái điều mong muốn vợ mình phải thay đổi thì bạn mong muốn điều gì? Vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Tại thường vợ hay suy nghĩ mà suy nghĩ sâu xa mà hướng về tiêu cực lắm. Tại suy nghĩ tiêu cực làm người mình nó tiêu cực lại nên tốt. Rồi chồng ngoài cái tánh xấu là hay bỏ bê vợ vậy á, là đâu còn có cái gì mà ghê gớm đúng không? Chồng thì nhất là mê chơi game, thứ hai nữa là chồng lười á, cuối tuần á là phải phụ vợ dọn dẹp nhà cửa mà anh ta cứ ngủ à. Ngủ cái em nói là phải đi giặt ra giường á, là em kéo ra giường đầu là lăn tới đó, lăn hết cái giường xong lăn ngược lại để em kéo ra em tự đi giặt. Lười lắm. Lười thôi. Không có phụ lười nè, làm phụ vợ làm gì hết trơn. Trong ba cái điều đó thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt vô tư tí xíu, quan tâm đến vợ tí xíu nữa. Chị thấy vậy nè, nếu mà vợ em xinh xắn như vậy á, em tiếc gì mà một ngày á em khen vợ em ít nhất tối thiểu là một lần, em làm được không?
Được, tối nào cũng khen mà. Nói sao? Sao hôm nay nhìn em đẹp hơn hôm qua? Ôi, vậy là đâu có vô tư đâu. Tại vì nhiều khi là thấy chồng ít lãng mạn rồi nên là thấy cũng hơi buồn buồn. Giờ thêm lãng mạn đi, đi đốt đèn cày đi cho nóng chơi. Được không? Nha. Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Đẹp đẽ giống như cái áo của em đang mặc. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Bên công ty Farmland các gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Dạ, quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn dạ anh. Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thiên Lương có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi, thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi, mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp rồi đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó, nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa bất chấp luôn, chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là mình cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng thôi. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới mình chồng đang có là bầu. 1.3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em có. Nhảy xuống, em có vương cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp thôi. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao, nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Là chắc tụi mà là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ.
Ôi ơi, rồi trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí là phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mà mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy người đó nó vòng để mà nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không. Bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt. Cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, vơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp chị. Tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cả nhà biết xả tay luôn, tôi xả hết. Xả trước nói sao chị Mồ ơi. Nói sao. Ừ. Đúng rồi chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó. Bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau sao nè. Đó. Hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì không? Đó, Sơn. Dạ. Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây tầm... mấy năm? Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. À, từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ơi. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm mình á. Thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá. Em vô, em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar đây nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết. Như là đó, em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu. Em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã, trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Mà kết bạn là vô accept liền. Chắc là em đó, chắc là em ạ, chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chuyện là em thấy ghét đó, kiểu cứ ẻo lạ em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy ông. Trời ơi gái này dạy là phải rồi. Quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3, hình như thứ lần thứ 3 thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục. Là đi ngang qua cái đường như em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong mới gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Mà không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi lì lì lắm. Mà bà này còn cảm giác là yếu không hả? Men đó. Ừ. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi, xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên trường em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không có tin. Đúng không? Có tin đúng không? Nhưng mà nè, dùng cái từ xuống á, là nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm.
thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ, em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Ồ. Dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Ừ. Dạ. Tức là em đã coi từng... như là một cuộc tình thôi. Ừ. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Ừ. Không cho bố, không cho quen nhau nữa. Nên là chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Ừ. À, thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ, nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Ừ. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Ừ. Nói chung là đến ngày hôm nay thì tụi em mới đến được với nhau. Ừ. Ừ. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian quá. Lâu quá vậy ơi. Lâu lắm. Lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, dạ, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông già vợ vui vui không? À. Nghe dạ rồi. Có chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu. Ừ. Mà thích những cái món lẩu á. Ừ. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba cho bố. Ừ. Thì bố thích lắm nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mà mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Ừ. Một phần nào đó thôi. Ừ. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi. Em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Không. Được. Bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Dạ, đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ. Ừ. Nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Ừ. Mà mặc nhưng... dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. À. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè. Dạ. Em mới có 21 tuổi à, mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, lấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm, cứ chiều nữa, ví như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Ừ. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm hạnh phúc. Và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Cho nên là đúng em không? Mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ. Có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà mềm. Nhưng mà nè, anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi? Có lãng mạn. Dạ, em quen chắc khoảng tầm khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn.
Lâu quá. Lâu quá chị ơi. Lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng hay không? Cả năm, tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. 60 ngày đó, đó. Ừ. Đó. Nó nghe nè, dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi. Xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi. Cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi. Nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô. Xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi, thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy. Xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đem nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đơn. Sao cầm đơn được. Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà, gần được một năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mới cỡ tháng sau. Lâu lắm cưới chị luôn. Ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ đúng. Đó thì nay là gần năm. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi, anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ, cái nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn, ông đàn đó. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứa lung tung hết, không bao giờ em, ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau, dạ rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bộ bội chấp đó nhận. Dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em, hỏi gì anh? Giữa anh và Cao Thái Sơn em chọn ai? Trời ơi. Hay hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em, hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Ông thì gì gì? Anh và cái cây cột điện, cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà xàm. Nhây lắm. Đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là. Là sao? Là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, buông ra. Không biết nữa. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? À, có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, hoặc là đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong rồi. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ tán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không nói cho mẹ vậy. Xàm vậy mẹ đó, chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ nhây nữa. Rồi nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gãy nữa.
Dạ. Ngủ ngáy cái tật ngáy của em, tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà vì giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại. Chùm lại cho em ở trong đó xong rồi. Nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì. Nhưng em mà đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá à. Ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ lại còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có... Chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là chắc ti nè, mẹ lâu ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đi làm vậy. Quẹt cái. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại không... vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Hai mẹ là bắt cổ á. Bắt mặt cổ đó. Tại nói sao mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm mẹ em chửi là dữ đâu, lắm. Chửi chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à. Chửi em cái. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao. Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu. Em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không có tật ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu á bộ. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như là cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó cũng đâu phải là ghen. Không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Các bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, mà từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nó ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi. Nha, yeah. Cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Yeah. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi cái gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt xàm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ. Chỉ bớt có nóng như vậy thôi. Dạ. Tại vì á, bớt nóng thôi. Dạ. Cái xàm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị.
bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tức? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu, rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu, rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ, vợ dạ. Đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em đúng à. Rồi. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là gọi gì đối diện với một cái gia đình nhỏ. Rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào, thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu. Trước khi sờ tí mẹ mình hát cho dạ. Mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Dạ. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em dạ. Nhé. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn.